سيجا بعمل لك موز. Ủa ông Quy mà nên làm gì cái này? Đi học mà đó, đang học thì học nữa. À, đi học thôi đúng không? Ông bao nhiêu tuổi rồi ta? À, 20 hơn hơn tuổi. Lấy uống là bao nhiêu chai là sai cái này như nhanh đúng không? Ồ, mà ghi đó cái này lâu đâu. Gớm đó. Ừ, đồ yếu. Mà lon được mấy lâu? Hả? Lon được mấy lâu? Lon không biết. Trừ thì chắc yếu rồi, hồi xưa thì dễ sợ. Mười. Ghê đó hả? Cũng ghê, ba mấy hình như mười mấy lâu. Sơ độ luôn trừ là chắc là ba cái này uống ít được lắm, uống vô cái ngưỡng đỏ kìa, uống lăng be khắp người.
chưa đây nè quay nè. Xây xây chọc bẹt ừ. Là hồi lâu chưa hồi còn mới nu chụp hầu cho con thì nó nhậu ngày một hồi xưa con lên đại học cũng nhậu ngày một này mà đâu biết bia cũng phải đi nhậu đi pha mồi thôi không có kiểu như thích không khí mà tới mình chơi ấy. Ừ. Tức là xưa sinh viên cũng đâu có kêu màu nhiều hồi xưa ăn sinh viên mà tới mấy quán nhậu mà rẻ này mà mấy chục ngàn 20 ngàn đồ á thời nó vui thời chờ hết vui rồi chờ dịch quá hết vui lớn là hết vui tùy nữa chứ thì đúng gu đúng bạn đúng người thì nó sẽ vui hai phụ nữ mà có chồng có con rồi đó, cũng hết bạn luôn đàn ông thì không có nên bạn với phụ nữ đâu ran si nữ chơi gần nhau đó mọi người soi nha soi ghê lắm nhiều con tội tội là không chi với nhiều con soi nữa nhiều con vui gì bé bao nhiêu điều không được lời chưa con ừ. Thấy thăm không không nghe nói gì chắc là thăm không không quen được ừ. Sợ cái đợt bà nâu về mà đi sinh nhật ông Nhật á mà lo trừ là mấy năm trời rồi đó ghê hề 3-4 năm như là nó nhanh dữ sợ hồi xưa chúng tao tiêu pha xa quá cái đợt đi em cứ nhật mà ai trong nhà mình tưởng bị mất điện thoại này quên rồi nè bà má đó ai là ai không nhớ nữa cái xong ký lại được má à ông trao lại cho không phải á hình như anh má bà Hiếu à ai nó không nhớ nữa mà Loan nhớ cái lúc đó không đó kiếm mai xong rồi đó ông đàm cho bảo đi nhân viên đi trong nhà cũng tắm nhớ là bà má sụp nó tiền nhiều quá mà ở đây trời ngầu cho em biết là xưa mà đi dành đó là tiền không mà đi dành tính ông có đồng mua là ông bung lụa hết tiền mỗi người mỗi tính hồi xưa cho làm thân giàu có tiền đó lắm mà lo à mồ về đưa tiền vững trời mà ăn ở ngoài nữa mẹ ăn từ chén xuống dưới mà chờ hết cửa ăn vì dịch này ăn gì nào dịch này không nói mà đi làm đến bắt camera chỗ nó rồi chỗ trống xe luôn rồi mà lo ăn gì được nữa ghê đó luôn à bữa nay nó châu nghỉ hưu ở nhà chứ quay nghỉ dịch ở nhà được 3 triệu tháng nó cười sợ 3 triệu tháng đỡ hơn là không có đồng mô có rồi không vui thế là có tiền là tiện trì ông có 3 triệu nhỉ rất chừng à. Nghe chú cha cũng cực lắm mà lo đó mà ông tiêu đứa đó chứ cực ghê lắm đó đời đời không biết gì lúc này lúc kia có tiền thì xài sao thì cứ thôi chờ có tiền mà tiết kiệm quá thì không được ra đó.